Mặc dù có rất là nhiều các ngày nghỉ lễ trong năm, nhưng không phải ngày nghỉ lễ nào cũng được áp dụng tại tất cả các bang ở nước Đức. Vậy, hãy cùng VBS tìm hiểu 5 ngày nghỉ lễ quốc gia quan trọng tại Đức nhé! 1. Tết Dương lịch ngày 1 tháng 1. Ngày đầu năm mới, mọi trường học và doanh nghiệp đều sẽ đóng cửa. 2. Lễ Phục sinh. Kỷ niệm ngày Chúa Giêsu bị xử tử và sống lại của toàn thể tín đồ Thiên Chúa giáo. Diễn ra một ngày chủ nhật bất kỳ khoảng cuối tháng 3 và đầu tháng 4 nên sẽ không cố định ngày mà thay đổi hàng năm. Được nghỉ vào ngày thứ 6 trước lễ Phục sinh, thứ 6 tuần thánh, thứ 2 sau lễ Phục sinh, thứ 2 Phục sinh, ngày 39 sau lễ Phục sinh, lễ Thăng Thiên và ngày 50 sau lễ Phục sinh, thứ 2 lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Và 3 là ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5, là ngày lễ chính thức của Đức từ năm 1933. 4 là ngày thống nhất nước Đức ngày mùng 3 tháng 10. 5. Lễ Giáng sinh 24 đến 26 tháng 12.